Tôi bị đại tràng, đau bụng, còn sờ thấy cục cứng nổi lên, đầy bụng khó tiêu, đi ngoài liên tục, khổ quá các bác ơi. Vậy bác dùng BoniBio đi. BoniBio dành cho cả viêm đại tràng mãn tính và hội chứng ruột kích thích. BoniBio giúp bệnh nhân đại tràng ăn uống thoải mái, giảm nhanh triệu chứng, đau bụng, đầy bụng, tiêu chảy, táo bón. BoniBio, ăn no không lo viêm đại tràng.